Hello, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Chương trình Khai Dân Trí ngày hôm nay là ngày thứ hai, 19 Tây tháng 12 năm 2016 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa xin kính mời quý vị và các bạn hãy nghe một ca khúc như thường lệ. Cho mẹ dâng chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sớm vài, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày tất cả quý vị và các bạn nha. Ok, hello Linh Đoàn, hello tất cả quý vị nha. Cảm ơn các bạn đã có mặt. Chào Kỳ Lân, hello Bích Trân, chào Tuấn Độ, chào Hương Nguyễn. Cho anh một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh, gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn, gửi về cho chị hộp diêm nhóm chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mùa xương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm đường vươn biên, con gửi về cho cha vài viên hương, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da. Rồi, Lisa xin kính chào quý vị và các bạn thân mến đến với chương trình. Chị ơi, có thể chị làm chương trình Khai Dân Trí chị để số được không? Bởi vì cho tụi em nhớ, chị nhớ đánh số bắt đầu kể từ hôm nay nhé. Rồi, trả lời cho em, bắt đầu chương trình ngày hôm nay chị Lisa sẽ đánh số, cũng như là tất cả quý vị đưa lên trên YouTube nhớ để số nha. Bởi vì mình làm truyền thông là thể theo lời yêu cầu của các bạn. Thấy không?
các em thấy cũng như các bạn thấy là làm truyền thông người ta rất là vấn đề là tôn trọng hay không. Còn ở trong cái lũ chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam mà dám kêu nó làm này làm kia không? Nó không bao giờ nó làm cả. Nha. Rồi, câu hỏi kế tiếp chị ơi chị. Thời sự đài truyền hình Việt Nam VTV đang nói chuyện về các thế lực thù địch chống phá nhà nước. Cụ thể là Nguyễn Danh Dũng ở Thanh Hóa đó chị. Về tội danh như vậy có thể anh Dũng sẽ bị trúng phạt tù 7 năm. Sau đó chúng phỏng vấn một loạt những tên chó đẻ cộng sản già để nói về việc xét xử lý nghiêm những kẻ hạ thấp danh dự của đảng. Chúng nó nói cả 15 phút phát sóng đó chị. Trả lời cho em. Một khi mà người dân Việt Nam mà không có nhìn ra được sự thật thì nó là như vậy đó. Thậm chí có những cái con mà vấn đề là kêu bằng đó là các em thấy nó xúc giật bắt đầu là nó chửi bới chị này kia kia nọ. Đó, chị nghe nói nó chửi bới chị. Ở bên Đài Loan, ở bên đâu đó, cái con mẹ nào ở bên bọn chị không hiểu được nữa. Đó, chửi bới chị. Nha. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, trời ơi nhục nhã vô cùng. Đi qua Đài Loan đi hút cức cho người ta. Mà bà đặt lên trên đây chửi bới Lisa mà không dám nó nhục nhã mà nó hèn hạ đến nỗi không lộ cái bản mặt chó ra để cho Lisa nhìn thấy nữa. Bà đặt Lisa ơi đảng của tao này kia kia nọ đảng của mày đó. Thì tại sao mày đi hốt cứt chó ở bên Đài Loan như vậy hả cái con ngục kia. Bởi cho nên những cái em mà thông minh đó mà nhìn ra sự thật đó thì chúng muốn bắt bớ, chúng muốn bỏ tù. Còn những cái thành phần mà ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo như những cái thành phần này đó thì đảng lúc nào nó cũng để hết trơn. Nhưng mà nó không bao giờ nó đưa tiền cho đâu nha. Thử bây giờ đó mà có mặt đối mà nhăn răng ra tới xin tiền nó đi coi nó có cho hay không. Nó không có cho đâu. Người dân đối rất thảm thương đến gần đảng đuổi, đảng mời đi ra. Việt Kiều là khúc ruột xa mà ở xa đảng nhớ, ở gần đảng thương. Các bạn nên nhớ kỹ như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam nó không có thương người dân đâu nha. Các bạn bữa nay thấy được cái bản mặt chó của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Các bạn thấy được cái bộ mặt của thằng tổng lũ là thằng Nguyễn Phú Trọng chưa? Một thằng Fidel Castro chết ở đâu đâu mà nó làm quốc tang trọng thể. Còn trong khi 200 mấy chục mạng người dân ở ngoài miền Trung mà nó nói 200 mấy chục mạng chứ chúng ta phải nhân lên là cầu 2,000 mấy trăm người mà có bao giờ nó dám làm lễ quốc tang không? Các bạn thấy nó coi cái mạng của người dân như là cọng cỏ không? Những cái chuyện đáng làm đó làm quốc tang đi, đâu phải một mạng người đâu. Con người ai cũng có quyền sống. Con người ai cũng mong làm sao mà người ta sống, người ta sợ chết. Mà cái điều đáng nói là không phải là do thiên tai, không phải là do ông trời, mà cái này do chính cái nhân tai, tức là chỉ thị của một cái lũ nào đó. Vì sợ bị vỡ những cái đập thủy điện cho nên xả lũ để mà giết chết người ta vô tội như vậy. Đúng ra phải tạ tội với đồng bào, phải để quốc tang, chứ không bao giờ mà coi mạng người như cỏ rác như vậy cả. Mà ở trong nước thì nó đưa ra là nào là điều 25 hiến pháp Việt Nam như sau: công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, công dân Việt Nam có quyền tự do báo chí, công dân Việt Nam có tự do quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, tự do hội họp, tự do qua lại, tự do biểu tình, tự do phát biểu ý kiến. Nhưng mà rốt cuộc là ở Việt Nam bây giờ các bạn thấy có tự do hay không? Các bạn thấy cái bánh vẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Cho nên sở dĩ Lisa lên trên đây, Lisa nói cho mọi người nghe thì họ bắt đầu họ run sợ. Họ đưa những cái thành phần đó lên chửi bới chị. Có một người đưa cho chị coi một cái cụ, một cái bà nào đáng tuổi bà ngoại của chị. Tao nói hả, mắt thì nó lồi, nó thụt vô. Tao nói mặt thì nó ốm, da nó còi xương hết trơn rồi.
mặc bộ đồ tàn tạ rách rưới, bắt đầu là ngồi đó nói chuyện không ra hơi. Mà cái lũ du lượng duyên nó ác độc, nó suối nó nói nè con ly xà nè, con ly xà nè, chửi nó đi. Bắt đầu là kêu bằng ba bốn người nó hùa vô như là chó hùa vậy. Bắt đầu là kêu bằng là bà gì đó, bà tư đồng gì đó. Bắt đầu là kêu bằng là chửi động lên. À, con để ly xà, à, tao môi trứng non, trứng già, trứng ngón của mày ra. Trời ơi, chửi vậy thì đâu có thấm ly xà. Phải lên nói làm sao kìa, tự nhiên lên chửi câu vậy là cái tôi phát ăn câu thanh rờn là mày đừng chửi học bắt hồ. Và cái kiểu mà gần đất xa trời rồi đó mà còn ngu muội nữa. Ôm thằng chó đẻ hồ quen vô đó để mà những này là mày giữ đi. Bà không biết rằng cái tuổi của bà bên cái đất nước Mỹ này người ta đã ăn tiền già từ năm 62 tuổi. Người ta bây giờ người ta mỗi một tháng người ta có cả ngàn, người ta đi khắp ngao du sơn thủy khắp châu Âu. Chứ đâu có ngồi mà như con khỉ già bên Việt Nam mà để cho cái đám du lượng viên nó suối bà chửi đâu. Bởi Lisa tội nghiệp vô cùng, Lisa không muốn nói chuyện với bà. Lisa không muốn chửi bà. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ rằng là kể cả những cái người mà ở trong chế độ cộng sản tới chết cũng vẫn còn bị lừa. Giống như là bà Năm đó, bà Nguyễn Thị Năm là bà Cát Hanh Long đó, đưa gần cả 100 cây vàng cho thằng Hồ Chí Minh để mà nó nuôi Việt Minh, tới chừng mà đấu tố cải cách ruộng đất là tụi nó ra lệnh để đem giết bà này. Bà này vẫn còn tin tưởng thằng Hồ Chí Minh, vẫn còn bắt đầu là cho tôi đi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rốt cuộc thằng Hồ Chí Minh nó giống là nó không cho gặp, nó lén, nó tránh mặt, nó để cho đem bà ra để mà đánh bà, để mà cho chết. Thằng Trường Chinh nó ra nó chửi thẳng vào mặt của má nó nói giữa tao với mày không có tình nghĩa mẹ con. Bởi vì giữa tao với mày bây giờ chỉ là giai cấp mà thôi. Tao là giai cấp công nông đại diện cho giai cấp của cộng sản. Còn mày không phải là mẹ ruột của tao. Mày là giai cấp, vấn đề là kêu bằng là bần cố nông. Mày là giai cấp địa chủ cho nên tao sẽ giết mày. Má của thằng Trường Chinh nói thôi con muốn giết thì để tự mẹ giết. Bắt đầu bà chồm vậy, bà đập đầu bà để mà những này là kêu bằng bà tự sát trước mặt thằng con ruột của bà là thằng Trường Chinh. Cho nên để cái câu mà ngàn đời là thằng Chinh dạy chợ khôn nhà, tố cha tố mẹ ông bà tố luôn. Cái lũ đảng cộng sản Việt Nam là gì? Sau khi mà cuộc cải cách ruộng đất giết gần hơn 250.000 người thì thằng Hồ Chí Minh giáo bộ cầm cái găng lên lao nước mắt khóc, bởi vì gần bị lộ rồi. Cái mưu đồ nó gần bị lộ rồi. Cho nên những cái quyền mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang ký kết ra những cái quyền như vậy nộp cho Liên Hiệp Quốc ở bên đây, tất cả các bạn ở Việt Nam đều nhớ cái luật này. Cho nên sở dĩ Lisa hôm qua cho những cái số điện thoại để cho quý vị gọi tòa lãnh sự quán để báo cáo họ chà đạp những quyền nào, bởi họ đã ký những cái luật đó rồi. Cái điều 25, mọi công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, có quyền tự do báo chí, có quyền tự do tiếp cận thông tin, có quyền hội họp, có quyền tự do hội họp, có quyền biểu tình, có quyền phát biểu ý kiến của mình, bất đồng chính kiến của mình. Nhưng mà ở Việt Nam thì tụi nó không bao giờ nó cho người dân biết cái chuyện này. Thậm chí nó đưa cái luật ra như vậy nhưng mà nó bắt bớ người dân như vậy. Cho nên gia đình của anh Nguyễn Danh Dũng và tất cả mọi người phải nên làm giấy tờ, phải nên báo cho lãnh sự quán Mỹ để mà trừng phạt nó. Bởi vì ngày 8 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã vừa ra một cái quy luật là thông qua quy luật sẽ chế tài nhân quyền đối với tất cả những chế độ cộng sản. Tức là hơn 97% đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận. Chỉ có hơn 2% là bỏ phiếu chống mà thôi. Tức là không tới 0%. Cho nên cái phiếu mà vấn đề là 97% là cái phiếu mà cao nhất. Cho nên đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ của Mỹ ở bên đây, người ta đều bỏ phiếu tán thành cái dự luật là chế tài nhân quyền đối với những quốc gia cộng sản, cho dù những cái quốc gia độc tài cũng vậy. Mà họ đưa ra là gồm có Cuba nè, gồm có Bắc Hàn nè, gồm có Việt Nam nè, và cả thằng Tàu Cộng nữa. Nếu mà một trong những quốc gia này mà vi phạm nhân quyền mà Hoa Kỳ biết được thì Hoa Kỳ sẽ chế tài về làm ăn tiền bạc của họ ở tất cả những cái vấn đề là ngân hàng. Mỹ cũng như Liên Hiệp Quốc và các nước, tất cả các nước sẽ thu hồi tất cả những tài sản nào mà họ chạy qua bên nước ngoài này để giúp các nước lấy tiền của các quan chức tham nhũng này mà trả lại cho người dân Việt Nam.
Cho nên các bạn ở Việt Nam nên nhớ nha. Các bạn nên nhớ nha. Đừng nghĩ rằng là ở trong nước nó hù dọa, nó bắt người này, nó bắt người kia mà nó là kêu bằng là nó giỏi nhau nha. Cái mà đáng nói đây là tại vì người dân quá run quá sợ, không có đồng lòng toàn diện để đứng lên. Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng hỗ trợ nếu mà dân số Việt Nam mà đứng lên phân nửa hoặc là 1/3 để mà chống lại cái chế độ đàn áp độc tài này. Còn nếu mà người dân Việt Nam mà thờ ơ thì không, ta không làm gì được cả. Thậm chí tòa án quốc tế có thể sẽ kêu để mà xét xử những kẻ mà vi phạm nhân quyền, có thể ra lệnh để bắt giam, để xử người đó. Nếu có người vi phạm nặng nề đối với dân thì Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc và đồng minh của Hoa Kỳ sẽ chế tài bằng vũ lực. Cho nên người dân Việt Nam phải nhớ những điều này bên mình và phải gọi lãnh sự quán Hoa Kỳ, tức là Mỹ, ngay nếu những cái tình trạng chà đạp nhân quyền để mà được sự can thiệp của nước ngoài. Cái lũ cộng sản Việt Nam, cái lũ trâu bò súc vật, nó chỉ giỏi cái tài chơi hèn, giỏi cái tài bắt lét hoặc là áp sát giết cho người ta thôi, tạo tai nạn thôi, chứ tụi nó không có luật lệ gì cả. Các bạn thấy ngay cả như thằng tổng thống Philippines là thằng đất bây giờ đó, các bạn thấy không? Hoa Kỳ không bao giờ viện trợ nữa, cắt phần viện trợ 4.000 tỷ đô la hàng năm cho thằng Philippines. Và bây giờ thế giới đang ráo riết để tìm thằng này, tại sao mà mày giết dân của mày trên 2 triệu người, mày diễn cớ là nghiện xì ke ma túy. Mà Lisa nhận được cái nguồn tin là ở Việt Nam đó, thằng Tàu Cộng nó đã đem xì ke ma túy vào Việt Nam rồi. Nó đem vào từ năm 1997 rồi, để mà nó muốn tiêu diệt tuổi trẻ Việt Nam. Cho nên trong trường học hoặc là bất kỳ ở đâu nó đều đem vào hết, để cho tuổi trẻ Việt Nam, vấn đề là kêu bằng nó đem chất đá vô nè, nó đem cần sa vô nè, rồi nó đem vấn đề là si xà vô nè, để cho vấn đề là kêu bằng là người dân, vấn đề là kêu bằng là từ chết bị thương. Thậm chí nó đem những cái keo hít chó đồ kia vô, nó nói là không có nghiền, không có bị gì hết. Nhưng mà thật sự ra là các bạn hít vào rồi là các bạn nghiền. Không có chất nào mà kích thích mà không nghiền cả. Nó làm như vậy để cho làm xáo trộn cái xã hội Việt Nam, để mà con phải cắt cổ mẹ để lấy tiền. Còn tuổi trẻ mà vừa nước mắt thì nó giả bộ nó đem mấy cái game vô, để cho bắt đầu là mê chơi game, bỏ học bỏ hành, rồi bạo động đi giết người hàng loạt. Nó đâu đâu vậy đó. Một người hôm qua tâm sự với Lisa, nói cho Lisa nghe. Con của em về nó kể cho em nghe, em chới giới chị ơi. Em cứ đinh ninh rằng là trường giáo dưỡng là làm cho con mình nó bỏ xì ke, ai ngờ đâu bây giờ vô tới trường giáo dưỡng rồi. Bây giờ quản giáo chim mồi kêu gia đình gửi tiền vô đi, rồi nó tự nó mua đập đá, nó mua xì ke, nó đem vô trong cai nghiện cho chơi trong trọng luôn. Ta nói nó vui như là ngày trảy hội. Tức là gia đình đó đưa con mình gửi vô trọng để cho nó cai nghiện. Rồi cái bắt đầu là vô đem trọng thăm, thăm con mình, rồi cái bắt đầu nó cho bộ nó chim mồi phải không? Vô bắt đầu con nó nói, mà có má mày đi thăm này kìa, mặc đồ đi ra đi. Ra nhớ giả bộ vấn đề là nói là con cải tạo tốt để chơi vấn đề xin tiền bả nha không? Xin chừng mà 2 triệu hay 3 triệu được kia để dành vô đây ăn căng tin nha không? Thằng này cũng dạ, tại vì dân bị chết mà. Tao chạy đâu ngoài gặp má cái bắt đầu hỏi, mày có này con có này khỏe không? Dạ con khỏe. Ở đây con có thiếu thốn gì không? Nó dạ cũng cần tiền để ăn căng tin, bạn bè con ai gia đình vô thăm cũng cho 2-3 triệu, con không có đồng bạc nào hết. Và cái thằng quản giáo nó ngồi, nó biết hết trơn rồi, tại vì nó chim mồi mà. Cái bà này bà tới, bắt đầu bà gửi tiền cho quản giáo, tại vì trong trại giam đâu có đưa tiền cho nó được, phải đem tiền tới quản giáo. Rồi quản giáo nó ghi giấy tờ vô, cán bộ đó tới nộp cúng chùa cho nó 2-3 triệu. Cái bắt đầu giáo bộ nó nói à, nó thấy không, thấy à, gia đình bà già rồi kia thương ghê không, cho nên ở đây gắng học tập tốt nha, ráng cai nghiện để về xã hội làm người đàng hoàng nhé.
Thằng này cũng giả bộ ngồi làm thinh nữa. Mẹ đi bán ở bên ngoài chỉ đều muốn lòi đầu tóc mượn ra ngoài đưa 2 triệu đồng. Giả bộ nó ghi vô là Nguyễn Văn Thành 2 triệu đồng tiền gửi. Sau khi thăm nuôi xong gia đình về rồi, bắt đầu nó vô nó hỏi mày muốn đập không? Mày đập là tao mua cho mày một cục bí lớn, cái này là 500 ngàn. Tức là 2 triệu là 4 lần nha. Ừ. Mà nó ra nó mua một cục giỏi lắm là chừng vấn đề là 20 ngàn hoặc 50 ngàn thôi. Nó vô nó chặt một cái là 500 ngàn đồng. Đó, một cục nhỏ xíu thôi. Tao đem vô cho, tao đem vô cho ăn. Gia đình cứ chạy vô nói, ủa sao tôi đi ngoài tôi làm cái điều muốn lòi đầu tóc tôi, mà tại sao con tôi vô tôi thấy sao nó không mập mạp, cho nó cứ ốm nhách hoài. Trời ơi, trong trường giáo dưỡng nó hút luôn. Tới chân bà già bệnh gần chết rồi vô nói má giờ không còn đủ tiền nó gửi cho con ơi. Nó nói thôi bà đem tôi về đi bà ơi. Nói con giờ con hết chưa? Con cai nghiện con hết chưa? Nó tôi hết rồi thì bà đem tôi về đi, tôi nói thiệt cho bà nghe. Bà nói vậy hả, làm đơn xin về. Về nó kể cho nghe, nó nói má ơi má gần chết rồi con mới nói cho má nghe. Má gửi con trong trường giáo dưỡng mà má đưa tiền bạc vô rồi. Tao nói quản giáo nó tự nó mua 3 cái đá đem vô trong trại, đem xì ke vô tụi con ngồi ăn ở trong, hút sách ở trong trọng. Cho nên giờ con tội nghiệp má quá, con nói thật cho má nghe như vậy đó. Bà này bà ngồi một cái bẹp xuống, bà ngồi bà lắc đầu, nước mắt gì có chảy xuống thôi. Trong một cái xã hội nó lừa đảo tới như vậy. Bởi các bạn thấy nó đồng loạt mà không cho nó chích rồi đó, nó nổi loạn lên như vậy đó. Rồi trong tương lai đó là bắt đầu là thằng Tàu giả bộ qua, bắt đầu là kêu vấn đề là cục phạm nhân suối mấy thằng chó đẻ cộng sản Việt Nam bắt trước tới cái thằng khốn nạn tổng thống mà ở bên Phi đó. Bắt đầu là lôi đầu mấy cái thằng xì ke này ra mà giết cho mày chết mẹ mày hết. Nó như vậy đó. Tao nói cái đảng cộng sản nó lừa đảo cho tới lừa đảo. Tao nói ở trong một cái chế độ mà thằng chó đẻ Hồ Chí Minh này đó là lừa đảo cho tới lừa đảo, súc vật cho tới súc vật. Lisa hôm qua hôm kia gặp mấy cái vị mà sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa dân, người ta có học thức không à? Bắt đầu là đưa cho con người ta đi ra ngoài Hà Nội á, để đi ở tù ở bên ngoài á. Cái nó xúi mấy cái người dân đó đứng hai bên đường cầm đá nhỏ nhỏ giá bộ trội vô. Mày là Ngụy, mày là theo Mỹ Ngụy giết đồng bào, tao chổi đá mày cho mày chết mẹ mày này kia kia nọ. Cái bắt đầu cái nó nhận được lệnh cấp trên, nó cũng giả bộ nó đi ra đó, nó giận người dân hết trơn. Khi mà chổi vậy, khi mà nó kêu im là phải im hết nha. Cái mọi người đang chổi vậy, cái mấy ông sĩ quan ở trong đây là nó giả bộ tới cái khu nào đó, nó kêu đi xúc đi đái đi, ỉa đi ra ngoài để hửi không khí đi, hít thở đi, xong lên xe. Bắt đầu là giữa đường bắt đầu người ta chổi vậy, xong có nó giả bộ nó chạy ra, nó nói, khoan, đảng và nhà nước ta khoan hồng. Đảng và nhà nước ta khoan hồng lắm, cho nên bà con từ từ, đâu đó còn từ từ, đừng có làm như vậy. Đảng và nhà nước sẽ khoan hồng, sẽ xử lý thích đáng, bà con đừng có chọi đá nữa. Cái mọi người không chọi đá. Mấy ông sĩ quan đi vô xe rồi, cái nó vô nó lảm giọng như nó đạo đức lắm. Nó nói các anh thấy không, mai là tôi khuyên người dân, bởi các anh có tội dữ lắm. Chứ bằng không mới là kể như là những này là tụi người dân nó ném đá tụi anh chết rồi. Nó khốn nạn như vậy đó. Sau này mấy ông đi ra ngoài làm lụng rồi, bắt đầu là có những người là mục sư, có những người là linh mục, người ta biết về vấn đề là cái bằng là bác sĩ, người ta có những người bên đông y, người ta biết bắt mạch, người ta cho thuốc đồ kia. Bắt đầu mấy cái bà mà ở những cái nơi mà vấn đề là bắt đầu là đi ra ngoài để mà dàn cảnh để chọi đá đó, con cái bệnh gần chết lên gặp mấy ông này lên bắt đầu là bắt bệnh đồ kia, nói chuyện hiền từ đồ kia, nói thật lòng cho đi mua những cái loại thuốc nam nào, cây nào để cho con uống. Bắt đầu mấy bà lên nó bà ngồi tâm sự kể cho nghe, trời đó bộ mấy bà không biết hay sao đi chọi đá tụi tôi. Nói trời ơi tôi có chọi đâu, đảng tới nhà bắt buộc tụi tôi phải chọi. Thống chọi là nó bắt đầu là nó đưa vô trong danh sách, nó nói tụi tôi vấn đề là kêu bằng cấu kết với phản động. Bắt đầu mấy ông sĩ quan tá quả tâm tin hết trơn. Một mặt thì nó vô nó giả bộ, nó nói là chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước. Một mặt thì nó ra ngoài nó xúi người dân phải là chọi để mà giết mấy, bắt đầu chọi đá mấy cái ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa này. Một mặt thì nó vô trong nó giả bộ, nó nói chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước này kia kia nọ đó. Cái sự khốn nạn của cái đảng là nó như vậy đó. Người dân đói mà tăng Lisa nghe kể, đói thì đều muốn rã ruột luôn. Đói thì đều muốn lôi con mắt ra ngoài luôn.
Mà thời bao cấp nó bắt người ta đi ra là phải vỗ tay, nó bắt người ta để ra chửi cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đã đáo Thiệu Kỳ, đã đáo Thiệu Kỳ, quan ô Hồ Chí Minh. Mấy người già người ta đói quá, nó cho ăn bo bo xếp hàng không, người ta đâu có làm gì được đâu. Người ta ra cái ông đó, ông tức quá, ông nói đã đáo Thiệu Kỳ, mua cái gì cũng có. Quan ô Hồ Chí Minh, mua con chó phải xếp hàng, mua cây đinh cũng xếp hàng, mua cái gì cũng xếp hàng. Vô nó nói, biểu vào đây nói cái gì, mày nói cái gì? Dạ tôi đã đảo Thiệu Kỳ, nhưng mà tôi mua cái gì cũng có. Tôi quan hô Hồ Chí Minh mà bây giờ mua con chó cũng phải đứng xếp hàng, mua cây đinh cũng xếp hàng. Nó nói không, không có nói những cái câu sao được. Chỉ có là đã đảo Thiệu Kỳ, quan hô Hồ Chí Minh thôi. Không có cái vụ mà quan hô Hồ Chí Minh mua cây đinh phải xếp hàng, mày phản động à, tao bắn mày bỏ à, không được. Mà thiệt ra là xếp hàng như con rắn vậy đó, mua cây đinh thôi mà xếp hàng vậy. Vô trọng thì nhồi nhét tư tưởng của thằng Hồ Chí Minh, tư tưởng của thằng Hồ Quang, tư tưởng của một thằng ngoại lai, nghe không? Đó, mấy con đĩ già ở Việt Nam đó, tôi bay ngục quá, tôi bay mở con mắt tôi ra, bay ra đi, tôi bay gần chết rồi, tôi còn lên tôi bay chửi Lisa. Đó, bây giờ nó mở cái đường dây đó, ở ngoài Đà Lạt, nó cho thằng Tàu Cộng bay từ bên Tàu Cộng đi vô tới Đà Lạt luôn rồi đó, tôi bay ngồi đó, tôi bay ớt ngồi đá giếng mà tôi bay chửi, đồ cái tôi ngục, đồ cái tôi ngu. Mà lên đây chửi, mai mốt nó nói thằng Hồ Quang, thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu luôn đó. Rồi nó qua đó là nó yêu cầu là tôi bay yêu thằng Hồ Chí Minh là phải yêu hết người Tàu, đi ăn cất của Tàu. Thì tôi bay lúc này là đè mấy thằng Tàu đó, nó qua đó, rồi nó ị vô trong miệng của tôi bay, biết chưa? Cái lũ dư luận viên như cái lũ mà cuồng hồ cuồng đảng ở trên đây nè, tôi bay chuẩn bị đi, hả hỏng ra mà đốt cất của thằng Tàu. Bởi vì thằng Hồ Chí Minh đó là Hồ Quang thiếu tá mà, thấy không? Đó, giống như con ngựa nào ở bên Đài Loan vậy đó, đi rửa đất bên bệnh mà mày đặt nó, mày chửi Bác Hồ của tao, Bác Hồ của mày đó, đó Bác Hồ mày vinh quang mà đi ra mày rửa đất ở bên Hồng Kông, nhục nhã chửi mà không dám đưa cái băng mặt ra, trốn chui trốn nhủi, nhìn thấy hèn hạ vậy là Lisa không nghe rồi. Bạn bè Lisa vô nói Lisa nghe, Lisa nói thật chứ các bạn nghe có một tiếng, chửi làm sao mà được như Lisa, chửi làm sao mà mọi người khen, mọi người tán thán. Bây giờ quần áo của Lisa, mặc đồ trang sức là người ta mua, người ta tặng cho Lisa. À quên nữa, sẵn đây Lisa cảm ơn em gái ở bên San Diego và tất cả các bạn đã gửi quà cho Lisa. Các bạn thấy không? Khi một người mà nói lên tiếng nói sự thật, người ta yêu mến tới mức độ nào? Còn trong khi mình nghèo khổ như vậy, mình đi chùi đất rửa đất, đi làm ô xin bên Đài Loan như vậy, còn một bà già mà giống đây là ngồi như con khỉ già ở trong nước Việt Nam, mà giống đây Đảng Cộng sản Việt Nam nó không đói hoài tới như vậy, 80-90 tuổi ngồi còm lưng đang từ chiếc lá lợp nhà, mà ngồi đó bà đặt giống đây là kêu bằng là lên bà đặt binh vực đạn, Bác Hồ, Bác chó. Thằng xúc vật Hồ Chí Minh, chứ bác gì? Ở bên đây có bữa đó Lisa vô hỏi có người nói trời ơi tại sao kêu bằng thằng xúc vật Hồ Chí Minh mà không kêu bằng bác. Lisa hỏi như chứ tôi thưa anh, một người mà giết hai ba người thì gọi là gì? Gọi là quỷ là ma chứ gọi là gì? Dạ thì thằng Hồ Chí Minh trong cuộc cải cách ruộng đất nó giết gần 250.000 người như vậy, nó có phải là quỷ không? Bên đây nó đúng rồi, chắc nó là quỷ đó. Tôi nói thì bây giờ quỷ ông đã kêu nó là bác quỷ sao? Phải kêu bằng thằng quỷ, thằng xúc vật Hồ Chí Minh. Cho nên tôi kêu bằng thằng là đúng. Tôi kêu nó là thằng quỷ hoặc là con quỷ, chứ không ai kêu là bác quỷ cả. Ngồi ngẫm đơm luôn, ngồi đâu có dám trả lời với Lisa đâu. Bởi vì quỷ ma không ai kêu nó bằng bác hết. Chỉ có những cái lũ mà ngu lâu dốt bền ở Việt Nam đó, bắt đầu mới là kêu bằng bác thôi. Lisa nhận được nhiều cái tin tức vô trong trường học. Con người ta nó bắt học 14 môn học. Một buổi học nó đưa 14, 15 môn vô. Nó nhồi, nó nhét vô. Trời ơi, cải cách giáo dục đưa con nít vô học nhồi sọ. Học rốt cuộc rồi đi ra làm ô xin cho người ta hết trơn. Có nhiều em vô nói chị ơi sao mà tài nguyên của mình nó giàu có quá mà sao nước nó nghèo vậy chị? Là bởi vì sự cai trị ngu xuẩn dốt nát của thằng Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Bởi vì để cái thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó trấn yếm ở ngoài, vấn đề là kêu bằng nó là Ba Đình đó, làm cho cái lông mạch Việt Nam tài nguyên khoáng sản đi mẹ qua thằng Tàu hết rồi đó. Thép ở tại Việt Nam
là cả đóng cả lèn, nhưng mà rốt cuộc rồi bán cho thằng Tàu, thằng Tàu nó chế biến lại, nó đem qua Việt Nam nó bán giá gấp 1.000 lần. Than ở Việt Nam không xài, bây giờ đâm đầu qua mua sang của thằng Tàu xài. Còn than Việt Nam tốt quá thì đem qua bên Tàu, còn Tàu nó đưa những cái than mà khói không, những cái than mà vấn đề là cứ bằng là than dụng, than bùn mới nó đưa qua cho dân Việt Nam xài. Rồi nó qua nó đầu tư, bắt đầu nó xây đập thủy điện ào ào ào, nó xây tràn lan hết trơn như vậy. Để mà vấn đề có chuyện gì đó, nó xúi người dân Việt Nam, nó ra lệnh cho xả mẹ nó đập giết hết người dân tộc Việt Nam. Người dân tộc Việt Nam chết thì kệ mẹ mày, thân xác của mày, mày chết đâu mày chết, chết đứa này còn đứa khác lên giống như cỏ vậy đó, đâu có hết được đâu. Chết thì cho mày chết đi, cỏ non nó mọc lên chứ có mẹ gì đâu. Cho nên khỏi có quốc tang quốc tét con mẹ vậy trơn. Thà tao để tang quốc tang cho thằng súc vật Tàu là thằng Hồ Quang, thằng Hồ Chí Minh tao để. Tao để tang cho thằng Fidel Castro tao để. Tao để tang cho thằng Karl Marx Lenin tao để. Tao để tang mai mốt có thằng Kim Ung Ỉnh nó chết tao cũng để tang cho nó luôn nữa. Nhưng mà người dân trong nước chết 2.000 mấy chục mạng người thì kệ mẹ tụi bay. Cái mạng người như cái móng tay tao khỏi để tang, tao không thèm nói tới tụi bay luôn. Nó chết nhiêu chết kệ cha tụi bay, thậm chí không có đất mà chôn. Cho nên bà Tư Đồng nào đó nha, tội nghiệp bà lắm, bà giảo lỗ tai ra bà nghe đi. Bà già rồi, Lisa không chửi mấy người già. Lisa không chửi mấy người già. Lisa chửi những cái người trẻ mà nó không biết thôi. Còn bà gần đất xa trời rồi, Lisa coi như bà là cái hạng rơm rác của xã hội. Bà không có cái não cho nên Lisa không muốn chửi bà nữa. Nhưng mà bà chuẩn bị bà suy nghĩ đi nha. Bà chết rồi cũng có yên thân với cái đảng Cộng sản Việt Nam đâu. Người ta bên Mỹ này đó, người ta chết rồi đó, người ta vô cái mesilin đó, người ta vô trong cái nhà nó như cái hộp gì nè, hoặc là người ta chôn với cái đất đó người ta mua rồi đó, chôn 1.000 năm vẫn còn cái phần mộ của người ta. Còn Việt Nam mà chôn chưa đầy 1 năm là nó khơi mẹ lên, nó đào mồ quốc mã lên, nó ủi cho bằng hết trơn rồi nó cho xây, nó cấp cho thành đất, bắt đầu xây nhà lên. Người chết mà giành giật với người sống giành giật với người chết để mà ở. Cái xã hội nó khốn nạn như vậy, trong tương lai thằng Tàu nó tràn qua đi rồi coi còn cái nghĩa địa nào không, lúc đó coi xác của tụi bà còn hay không, hay là chết rồi nó thiêu hết trơn rồi, nó còn xương xác nó thiêu mẹ nữa, khỏi có đất để mà chôn luôn nữa chứ đừng có bà đặt mà ngồi đó mà binh vực thằng Hồ, binh vực cái đảng súc vật nha. Cô ơi, nó viết bài báo là Việt Nam tạo ra vệ tinh. Ừ thì nó viết như vậy để nó lừa người dân Việt Nam, mà để nó tạo ra có được cái gì, nó tạo ra tinh trùng chứ vệ tinh cái gì em. Hết chuyện rồi đó, mẹ nghe lời đảng Cộng sản Việt Nam, chị đã nói 1.000 lần là không có nghe, không có nghe. Vấn đề là cái bằng đảng Cộng sản Việt Nam nó nói con mẹ gì trơn á, vệ tinh gì trời ơi. 14-15 môn học mẹ nó nhồi sọ cho từ thời năm, vấn đề là cái bằng là đảng Cộng sản vô nó cướp miền Nam 41 năm nay rồi. Thế hệ mà đẻ ra năm 75 bây giờ là 41 tuổi, mà em thấy có thằng nào sản xuất được một cây căm xe đạp không? Có thằng nào mà sản xuất được cái đéo gì không? Mà nó nhồi sọ vô 14-15 môn học là toàn là vô là yêu bác, yêu đảng, yêu súc vật. Đem tư tưởng Hồ Chí Minh ra mà để nó nhồi, nó nhét vô. Không có Hồ Chí Minh làm gì có mình, không có Hồ Chí Minh làm gì có cơm ăn ngày nay. Mặc dù rằng ăn cơm cao su, mặc dù ăn gạo cao su, mà nó cũng đem thằng Hồ Chí Minh ra nó làm vậy đó. Bà đặt dễ tin cái gì? Các em tuổi trẻ trong tương lai các em bị khùng hết bây giờ đi nè. Nó nhồi vô đó. Bây giờ là nó thấy là thế lực thù địch mạng internet bùng nổ qua ra quá rồi. Bây giờ bắt đầu là tiếp tục nó nhồi nhét vô cho tuổi trẻ của tụi em, bắt đầu là tội nghiệp cho thế hệ sắp tới nữa nè. Nó nhồi vô cho nên khi mà những người qua đây du học rồi, bây giờ các em thấy 10 người qua đây du học không? 9 người ở lại đây mẹ rồi, 10 người luôn đó. Qua đây du học là nó ở bên đây cho nó có về đâu. Trời ơi, mấy đứa du học qua bên đây hả, nó ngẫm nghĩ lại cái thời mà nó còn học ở dưới, nhồi nhét tư tưởng của nó qua đây, nó có biết mẹ gì đâu. Qua đây nó học lại từ đầu, học 4 năm theo chuyên môn từ đầu. Các em đem ba cái kiến thức ở bên Việt Nam các em học qua bên đây Mỹ, nó bỏ vô thùng rác hết. Các em hỏi thử những người du học sinh qua bên đây đi, những người tài giỏi mà du học sinh qua bên đây đi, thằng nào mà con ông cháu cha mà càng học tư tưởng đảng bác nhiều thì qua đây học ngu như chó chứ toàn là đi chơi đỉ không, toàn là lấy tiền của cha mẹ mà để mua nhà cao cửa rộng đi chơi đỉ ăn xài bên đây thôi. Qua đây nó đâu dám nói Hồ Chí Minh con mẹ gì đâu, nó biết rồi, nó biết lừa bịp rồi, nó biết xạo rồi.
Chỉ có những cái thành phần mà đầu óc ngu tối như ở Việt Nam á, như là dư luận viên hoặc là những cái thành phần mà bắt đầu là kêu bằng là cuồng đảng, cuồng hồ mới là lên binh vực vậy thôi. Suy nghĩ đi. Trong khi nước Mỹ đó, người ta lên tới vệ tinh, người ta lên tới cung trăng rồi. Mỗi một con người ở nước Mỹ này có một cái idea đó là người ta sáng chế ra. Mỗi một năm người ta góp cái idea người ta để làm cái điện thoại này nó phải tinh vi hơn. Làm cái nào mà cho lên mạng nhanh hơn. Còn ở Việt Nam nó cứ lôi 14, 15 môn học mà cứ đem một cái xác chết là thằng chó đẻ Hồ Quang, thằng Tàu ở đâu đâu mà bắt toàn tuổi trẻ Việt Nam học như vậy thì các em nghĩ như thế nào? Các em thấy như vậy nền kinh tế nó có ngóc đầu lên nổi không? Hả? Rồi bây giờ nó dụ người dân Việt Nam đó là người Trung Quốc ồ ạt tiết kiệm ta gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ là đô la. Để nó dụ người dân Việt Nam đem đô la gửi cho ngân hàng để nó ôm cho dễ chút. Đó. Đó. Những cái bài báo vậy là nó dụ hay lắm. Người dân Việt Nam ham lời đi. Đô la để trong nhà của mình ngứa hát bắt đầu đem gửi nộp vô ngân hàng cho nó đi. Rồi tất chừng mà vô rút rồi nó không cho rút đô la ra. Gửi vô thì được, mà rút ra thì không cho. Mật lệnh của tình báo, của cơ quan quốc tế, người ta biết thằng Việt Nam nó chuẩn bị phá đồng bạc của nó. Cho nên các hãng xưởng nước ngoài vô nó không cho giao dịch bằng đô la. Nó cho giao dịch bằng cái tiền của thằng già hồ, mà nó phá cái giá đồng tiền già hồ. Cho nên người ta đâu có ngu, người ta là tư bản mà. Người ta rút mẹ nó vốn đô la đi qua các nước khác người ta làm ăn. Bây giờ đó tao cho mày phá giá kệ mẹ mày, các em coi đi. Trong vòng từ đây tới dịp Tết hoặc bước qua năm sau, các em coi cái đồng bạc, các em cầm cái đồng tiền Việt Nam nó phá giá thê thảm cho các em coi. Chị đó nói rồi, 500 ngàn các em cầm đi ra hả sợ hả mẹ. Nhưng này là không đủ một buổi chợ nữa. Bởi vì ở nước ngoài các cái kinh tế người ta đã biết rồi, người ta rút hàng loạt vốn của người ta đi hết trơn rồi. Một chế độ độc tài khốn nạn cho nó chỉ đè đầu được người dân thôi, chứ nó không đè đầu được những người mà ta làm kinh tế. Trong một cái nước được đô la, người ta phải vấn đề là giữ đô la để qua lại, mà vô Việt Nam làm ăn là phải xài đồng tiền vàng mã, xài đồng tiền xúc vật, cho nên người ta đâu có chịu. Xài đồng tiền xúc vật đổi đô la người ta để bắt đầu là phá giá đồng tiền sao? Người ta rút đi mẹ hết trơn, khỏi làm ăn nữa. Mà không làm ăn nữa thì bây giờ nó không còn tiền thì nó người dân nó sẽ là nhắm tới để nó cướp. Để nó cướp thôi. Nha. Yeah. Khổ lắm. Ta nói người dân trong tương lai y như cái thời bao cấp. Người dân ngày xưa đó, thời Việt Nam cầm hòa nhà cửa người ta khang trang nhà buôn được kia. Nó vô nó làm sao nó lãnh đạo hay quá đi góp cuộc rồi gia đình người ta từ từ ôm ra bán hết trơn. Bởi vì nó đổi tiền nó cho mỗi nhà đổi chứ được có 200 đồng tiền mới. Tiền cũ đó, giữ cả triệu đồng nó cho đem ra đổi chứ có 200 ngàn thôi lấy tiền cũ lấy tiền mới. Bởi cho nên có những cái bài nhạc đó, từ ngày giặc Mỹ vô đây ta sắm cái nhà lầu, từ ngày giặc Mỹ vô đây ta sắm cái xe hơi, từ ngày giặc Mỹ vô đây ta sắm cái chuồng heo, lâu lâu ta sắm cái điện thoại, lâu lâu ta sắm cái vấn đề là cái bằng là chuồng gà, rồi ta sắm không biết bao nhiêu cái mà kệ. Nhưng mà tới chừng mà từ ngày cộng sản vô Nam cái ta bán mẹ nó đi cái chuồng gà, rồi từ ngày cộng sản vô đây ta bán mẹ luôn cái chuồng trâu, rồi từ từ tao bán luôn cái tôn, tao bán luôn tivi, tao bán mẹ bán biết là bán hết rồi, còn có cái mình không cũng đi ra bán mẹ nó luôn rồi đó. Giờ các em thấy Thiếu Nhi Thí Kiều không? Các anh em thấy là cháu ngoan Thí Kiều bây giờ nó đầy dãy bên bên Mã Lai kìa, mới bắt 15 em đi qua bệnh bán luôn, còn có cái lờ không cũng đi bán cho người ta luôn. Bây giờ các em thấy đúng không? À, bây giờ bán hết rồi, nhà cửa đất cát bây giờ bán hết rồi. Từ ngày giải phóng vô đây ta bán cái nhà lầu, ta bán cái chuồng gà, từ ngày giải phóng vô đây ta bán cái chuồng heo, từ ngày cách mạng giải phóng vô đây ta bán cái chuồng trâu, lâu lâu ta bán cái lò ga, lâu lâu ta bán cái chuồng gà, rồi từ từ bán luôn cái lò luôn. À, đó bây giờ đó bán lò luôn rồi. À, vui không? Đó, vui như vậy đó. Bán hết.
bán hết như vậy rồi, đời sống khổ như vậy rồi, nó phá giá đồng tiền như vậy rồi, tiền giả tràn lan ở nước Việt Nam rồi, bây giờ nó bị động, nó không đổi tiền rồi. Nhưng mà người dân Việt Nam có nhiều người vô hỏi Lisa ơi, có đổi tiền không, có đổi tiền không, có đổi tiền không. Tao với Lisa xin nhắc lại rằng dù đổi hay không, các bạn phải đề cao cảnh giác là không giữ đồng tiền Việt Nam, không gửi tiền trong ngân hàng nhà nước Việt Nam. Còn các bạn gửi vô là các bạn chết thì các bạn ráng mà chịu. Nó sẽ phá giá đồng tiền trong tương lai 500 ngàn của các bạn bằng 50 ngàn bây giờ thôi. Cho nên các bạn ôm tiền càng nhiều thì các bạn càng chết. Mà các bạn mua vàng thì bây giờ cho nó, cho bộ nó cho các bạn tung tăng mua vàng, nhưng mà vàng quá chất, nhưng mà đô la thì nó không làm giả được, thì nó cấm, nó không cho bán. Các bạn thấy không? Nó ôm đô la hết, nó đâu có cho bán đô la đâu. Cho nên những cái người Việt ở hải ngoại bên đây chớ dại dột mà gửi tiền qua những cái dịch vụ để đi về Việt Nam, để mà lấy tiền Việt Nam đồng xài. Có đi về là cầm đô la về đưa cho người dân của mình, gửi cho người dân của mình, người ta quý. Bây giờ người ta nói rồi, không có gửi làm ăn qua lại với thằng cộng sản được. Nó chơi cái màn đó ai chơi? Gửi đô la, nó giữ đô la lên, nó đưa tiền Việt Nam đồng. Mà tiền Việt Nam đồng là tiền vàng mã, nó muốn phá giá bất lúc nào nó phá giá. Bây giờ nó không dám đổi tiền, người dân rút hết tiền thì nó phá giá đồng tiền mẹ nó thôi. Thay vì 50 ngàn qua năm sau nữa, nó bắt đầu nó sụt giá, nó ra tờ giấy 1 triệu bây giờ đi nè. Tao nói nó vui như ngày tẩy hội. Chuẩn bị đô la lên 30 ngàn, 35 ngàn bây giờ đi nè. 1 đô la ăn 30 ngàn. Đó, sau 41 năm làm kinh tế của đảng đó. Đó, sau 41 năm đó, làm kinh tế của đảng đó. Trời ơi, ở bên đây đó hả, người ta vấn đề là kêu bằng là người ta già cả rồi, người ta đi chơi, người ta du sơn du thủy, chứ ai đâu mà ngồi ở bên Việt Nam mà như là vấn đề là kêu bằng là hả, trong mầm chóc mỏ như vậy mà ngồi đó mà cũng còn vỗ tay binh vực đảng, binh vực bác, trong khi con cháu nó qua đây nó mua nhà cả triệu đô la, nó ăn bên đây, nó chơi ở bên đây mà nó còn không mở miệng ra, nó vỗ tay, nó binh vực đảng, binh vực bác. Đặt ngồi bên Việt Nam, nhà thì như cái chòi dịch, mà bắt đầu ngồi đó mày đặt mày chửi bác Hồ hả con kia. Sao? Tao chửi thằng chó đẻ Hồ Quang sao? Tao chửi thằng súc vật Hồ Chí Minh thì sao? Binh vực thằng Hồ Chí Minh á, thì làm sao đừng để cho thằng Tàu tràn lan vô nước Việt Nam. Binh vực thằng Hồ Chí Minh thì làm sao mà cho đất nước Việt Nam nó đi lên bằng với Thái Lan đi. Chứ bây giờ mà 100 năm sau mới bằng Thái Lan mà cứ ngồi đó mà cứ binh vực thằng Hồ Chí Minh, thằng chó đẻ hoài. Ngục. Ngu. Con em của mình thì đưa vô trong trường hả, cái bằng nó nhồi vô một ngày 14, 15 môn học. Học riết là mấy đứa nhỏ Việt Nam nó điên hết trơn bây giờ đi nè. Bởi người ta nói đúng lắm. Trung Quy cũng bởi vua Hùng sanh ra một lũ vừa khùng vừa điên. Thằng Tỉnh thì nó đã đi vượt biên rồi. Bây giờ để lại những người ở Việt Nam ở với cái lũ cộng sản không điên thì cũng khùng. Bởi vì toàn là cái lũ điên, lũ khùng, lũ ngục, lũ ngu, lũ ăn cùng rùa, lũ uống nước đường mương, lũ trong rừng, lũ con mên, lũ thằng thổ, lũ nhổ lông lờ. Mà làm sao mà đi ra mà làm kinh tế được? Ngục như bò, ngu như chó, đầu bò, ốc chó. Đất nước nó tan hoang như vậy, người dân thê thảm như vậy, mà lên phát biểu ra những cái câu đó là làm sao đưa đất nước cho sánh vai với đứng đầu thế giới. Nó coi người dân Việt Nam y như con nít mà mới đẻ vậy. Nó nói ra là người ta muốn lấy cất, người ta liệm vô mặt nó mà nó vẫn nói. Các bạn đi qua làm nô lệ ở các xứ người, các bạn thấy người ta đối xử các bạn như thế nào? Tại sao một người Việt Nam như Lisa cầm cái speedboard đi tới các nước kia nó không dám đụng tới? Lisa đi qua bên Dubai, bên vẫn đi du lịch, bên vẫn. Nó tưởng Lisa là Việt Nam biết không? Nó hỏi mày là người gì? Tao nói tao là American. Nó nói oh, ok ok, I thought so you Việt Nam. Bởi vì thấy Lisa nói chuyện với mấy bà Việt Nam bên vẫn, mấy cô mà Việt Nam đi làm nô lệ bên vẫn, đi làm tình dục bên vẫn. Rồi nó vô nó cũng tưởng Lisa giống mấy cô đó, bà đặt ngỡ ngớn với Lisa rồi kia, bà đặt nó hả mẹ nó tiếng Anh với Lisa rồi kia. Lisa chỉnh mặt liền, ê
I am not a Vietnamese communist, okay? I live in the United States. I'm the citizen of the United States, okay? Lisa nói tao là người Mỹ, mày nên nhớ thì tao không phải là công dân mà cầm cái baseball của cái lũ chó đẻ đảng cộng sản. Đưa cái baseball dưới đây ra, nó cúi xuống. Dạ, ok, yes ma'am, please, you come here. Trời ơi, Lisa đi như là nữ hoàng Elizabeth cho mẹ nó, nó không dám nói một tiếng nào, không dám mà đó đu được. Nhưng mà lại hỏi những cô gái cháu ngoan của Bác Hồ mà ở trong cái nước của cộng sản Việt Nam thì nó kể nghe thấy đau lòng. Trời ơi chị ơi, thậm chí tụi em làm ở đây á hả, tôi nói ở trong khách sạn á, ông chủ hay là những người nhân viên nó muốn đi ngang nó bóp vô cái là nó bóp. Thậm chí đang đứng mẹ rửa chén thọt ta vô bóp lợn cái cũng không la gì lên được hết trơn. Thậm chí nó vô nó bắt phải thổi kèn gần cả mười mấy thằng cũng không làm được gì hết trơn. Nó nhục mà nó nhã như vậy đó. Mình nghe mình đau lòng. Các bạn là những người mà đi lao động từ Malaysia, từ Đài Loan, từ Hồng Kông, từ Singapore. Các bạn thấy những cái nước sở tại người ta coi các bạn như thế nào? Các bạn có dinh dự không? Các bạn có ngược mặt lên được nhìn đời không? Đó, vinh quang của đảng đó. Trời ơi, bên Mỹ này người ta thiết thực lắm. Cái đứa bé đó nó vô trường, ví dụ nó giỏi về chính trị là cho nó qua học chuyên môn về chính trị. Cái đứa bé đó nó vội về ngành y, tức là về bên vấn đề là kêu bằng là medical, là đưa cho nó đi qua bên chemical. Đứa bé đó nó có lý luận, nó giỏi về criminal justice, về law, tức là về luật sư, thì đưa nó qua học về luật sư. Cái đứa đó nó giỏi về business, kinh doanh quản trị, đưa qua học kinh doanh quản trị. Còn ở Việt Nam ta nói thượng vàng hạ cám, đưa 14 môn học vô bắt cho tuổi trẻ ngồi học. Mà tưởng học cái gì toàn là cứ là tư tưởng của thằng súc vật Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước mà lãnh đạo tài tình đến nỗi mà bây giờ mưa ào ạt xuống thì sợ vỡ đập xả mẹ ra cho thiệt hại gần cả ngàn tỷ đồng. Hôm qua đăng tờ báo 1-2 tỷ đồng, có người nói chị ơi Việt Nam nó lên tới 1.000 tỷ đồng rồi kìa chị, bởi vì nghe Lisa nói trong chương trình khai dân trí, nhục quá đâu có dám nói, phải nói sao cho nó có lý một chút chứ, cho nên lên đấy là thiệt hại cả ngàn tỷ đồng. Nhưng mà Lisa nói thật với các em phải nhân lên 1 triệu lần cho chị, thiệt hại 1.000 tỷ đồng báo nó đăng là phải 1 triệu tỷ đồng, phải nhân lên như vậy đó. Thằng cộng sản nó nói một là phải nhân lên 10, 100, 1.000, 1.000.000. Tưởng lên đây nói sao? Lên đây binh vực đảng, binh vực Hồ Chí Minh, phải dẫn chứng cho Lisa thấy. Nếu binh vực thằng Hồ Chí Minh, thằng Hồ Chí Minh nó đem được cái gì cho dân tộc Việt Nam này? Từ năm 1975 nó ăn cắp cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, đó là mọi người dân đều có quyền bình đẳng. Thượng đế sinh ra thì ai cũng có quyền đi lại, ai cũng có quyền phát biểu, mà ở Việt Nam dám nói động tới nó không? Nó cho người tới đánh dân dân ra ngoài. Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng như nhau. Các bạn có bình đẳng với mấy thằng công an không? Có bình đẳng với mấy thằng chó đẻ ở Đảng Cộng sản Việt Nam không? Hả mà đòi quyền bình đẳng? Cho nên nó là các bạn là tôn thờ thằng súc vật, thằng chó đẻ Hồ Chí Minh thì phải chứng minh cho Lisa biết rằng mày tôn thờ là mày phải ngon kìa, tôn thờ thằng Hồ Chí Minh là phải cao hơn Lisa kìa, phải nói chuyện làm sao mà thuyết phục được Lisa kìa. Còn ngồi tôn thờ thằng Hồ Chí Minh mà ngồi trong một cái chòi dịch, trời đất quỷ thần mẹ ơi, tao nói mặt mày thì xương bọc da không, tao nói mắt thì thòi lòi ra, mặc quần áo thì tao nói trời ơi là trời, tao nói nó giá 3-4 lỗ như vậy mà ngồi đó mà binh vực cho thằng Hồ Chí Minh là Lisa không còn ý kiến. Còn một con mẹ thì đi qua làm chùi đất, rửa đất ở bên Đài Loan, ở bên bệnh làm ô xin ở bên bệnh mà bà đặt đi lên binh vực cho bác rồi nhà nước của tao. Cái lũ này đó, tụi bay có về mà bưng bô cho đảng đó, nó còn khinh tụi bay nữa. Ở đó mà nhà nước của tao, nhà nước của tao binh vực đảng, tao không giỏi đưa cái bản mặt ra bên Đài Loan đi. Sợ hả? Sợ những người Đài Loan nó nghe tiếng nói của Lisa, fan hâm mộ của Lisa nó chọi cất vô bản mặt hay sao? Mà làm gì đưa hình của Lisa lên, không dám lội cái bản mặt ra vậy? Hả? Đó, đi qua Đài Loan nói thì đưa bản mặt ra đi. Đồ hèn. Nhục.
Trời ơi, binh vực đảng mà, đảng nó bảo vệ cho mà, tại sao bên Đài Loan mà không dám đưa mặt ra? Ngon chửi thì đưa mặt ra đi để người ta coi mình sang trọng cỡ nào. Chửi Lisa là phải hơn Lisa. Muốn bảo vệ thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là phải cho Lisa thấy từ lúc năm 1945 thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó giả danh, nó lừa đảo dân tộc Việt Nam, nó là thằng thiếu tá Hồ Quang, nó là Hồ Tập Chương. Một cái thằng xuất sanh ngoại vật như vậy phải chứng minh cho Lisa xem coi tại sao nó có tài gì, nó tài ăn trộm thơ đó hả? Năm 1989 Đảng Cộng sản công bố Trần Văn Tiên chính là Hồ Chí Minh, Ti Lan cũng chính là Hồ Chí Minh. Vừa đi đường vừa kể chuyện bóc thơ mình như vậy, một thằng xuất vật như vậy. Từ hồi mà nó đi cướp miền Nam Việt Nam, nó cướp chính quyền đó. Vào cao trào cách mạng 1930 đó, nó hoạt động, nó cướp chính quyền năm 1945 đó. Từ năm 45 cho tới bây giờ, đất nước Việt Nam có ngóc đầu lên hay không? Trong thời kỳ mà vấn đề là năm 45 cho tới năm 75, người miền Bắc như thế nào? Đi vào miền Nam phải cầm miếng vua. Cái đài không có, cái động không có. Vô miền Nam không biết được cái gì hết trơn. Cầu tiêu người ta bắt đầu là thả cá vô trong trọng để mà nuôi, hoặc là đổ nước cho nó ngập lên rồi bắt đầu là rửa rau. Quạt máy đó của người ta treo cái quạt nó quay vòng vòng vòng, bắt đầu là kêu bằng nó là chạy. Ba bốn thằng xếp hàng với nhau, cái quạt máy vừa bật lên cái ba bốn thằng chạy. Nó nói ồ xà, điệt mẹ mát thì có mát nhưng mà vất vả quá, bởi vì chạy vòng 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 theo cái máy quạt. Thậm chí có nhiều thằng nó sợ, nó thấy quay nó nói cái máy chém. Nó sợ mẹ quen hồi rớt xuống chém đầu nó không dám lên, nó ngồi rụt mà sao. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam mẹ nó nhồi sọ ngục ngu như vậy, nó không biết một cái gì cả. Qua bên đây cũng vậy. Bài đặt ở bên Việt Nam bắt đầu là kêu bằng tuyên truyền với mọi người dân ở Việt Nam là tụi tôi đi qua bên nước ngoài đó, tụi tôi đó là phải chứng minh là mình là người Đảng Cộng sản. Cho nên tụi tôi đó là bây giờ á, mọi người á, khi mà đi tới á, gặp những cái chính khách quốc gia đó, người ta bắt tay đó thì không chịu đứng ở dưới bắt tay đâu, phải đi thẳng tuốt lên trên đó, rồi quay đầu xuống bắt tay. Mẹ ở bên nước ngoài người ta cười, trời ơi, người ta tưởng cái thằng này ở trong rừng ra. Người ta lịch sự, người ta đón tiếp theo cái kiểu quốc gia, thì người ta đứng ở trên trận phái đoàn, người ta dàn hàng ngang, người ta đứng trên bậc thềm. Rồi cái bắt đầu là mấy cái phái đoàn của Việt Nam đi tới đó, cái nghe lời của đảng dạy đó là đi tới đâu đó phải chứng tỏ ta là người cộng sản, là phải cao hơn mọi người hết trơn, đỉnh cao trí tuệ mà. Cho nên người ta xè ta đã bắt tay cái tự nhiên hả, thằng nào tao thấy ra mẹ giấu tay tao thọt cái trong túi quần, tao nói đi tuốt lên trên, chứ này là tôi bằng tuốt ở trên đó. Rồi cái bắt đầu quay đầu lại mới là chè ta ra, đưa cái mỏ ra để bắt tay với người ta. Người ta nói, trời ơi, nó xúc giật gì mà nó xúc giật dữ vậy, khốn nạn như vậy đó. Mà tưởng hay lắm, tưởng giỏi lắm. Bài đặt đỉnh cao trí tuệ của loài người mà rốt cuộc rồi cây đinh không sản xuất được, thánh thù tiên địa ơi. Đỉnh cao trí tuệ của loài người cho rằng là mình văn minh bậc nhất, mà bây giờ ở Việt Nam xài Samsung, xài iPhone, thậm chí Bphone của thằng Tàu không dám xài luôn nữa. Đó, đi vô xài đi, xài cái Coupet của thằng Tàu đi, rồi mở lên đi, rồi coi cái bắt mặt nó như thế nào, có giống như thằng Hồ Chí Minh xúc vật không? iPhone người ta thấy không, lên màn hình nhìn coi nó rõ nét, nó đẹp. Samsung cũng vậy. Trời ơi, ta nói có người đó quen với Lisa, bắt đầu nói em muốn coi mặt anh không? Lisa nói em muốn lắm. Bắt đầu là ừ, để anh coi coi, để anh mở. Ủa, bố anh cũng có xài điện thoại thông minh nữa. Có chứ. Anh xài điện thoại gì vậy anh? iPhone hả? Không. Anh xài điện thoại của Tàu Cộng, điện thoại Coupet. Nhưng mà nó cũng có chức năng nữa, cũng đầy đủ lắm em ơi. Tôi nói à vậy hả, đâu anh mở webcam lên coi. Trời ơi, nhận lên cái tôi ngồi tôi tưởng sao là đang nhắc ma tôi ban đêm không, tôi quảng hồn. Tôi nói thôi thôi được rồi anh ơi, anh tắt đi, cái gì kỳ vậy. Nói à, tại vì chương trình webcam nó như vậy đó, nhìn cái mặt của anh như ngủ dị vậy đó, chứ đâu giống vậy đâu, chụp hình cũng vậy nữa. Nhưng mà chỉ có những người dân ngu khu đen xài thôi, chứ con công an, con ông cháu cha nó đâu có dám xài. Nó chửi Mỹ nhưng mà nó xài iPhone, không iPhone nào mới ra là tao xài nữa. Đi vô nhà của công an bây giờ, hay là những thằng công an mà thằng nào mà cầm điện thoại mà Coupet hoặc là Bphone của Tàu nó xài không? Không có đâu. Nó chửi như vậy đó, nó ra rã, nó chửi mà nó xài toàn là đồ của Mỹ không à.
Xài toàn là đồ của Mỹ thôi. Hễ đồ Mỹ mới chịu. Thậm chí cây viết đó nó cũng phải là đề UFA nó mới chịu. Vậy mà vấn đề là vẫn chửi Mỹ, vẫn kêu đồng bào Việt Nam phải thù Mỹ, phải ghét Mỹ. Thậm chí ông Obama đi qua bên Việt Nam bắt đầu cò mòi, kêu ông đi vô thăm cái xác chết. Ông từ chối, ông nói thôi tôi qua đây tôi giao thiệp với các anh. Còn Hồ Chí Minh thì vĩ đại để tự các anh. Vấn đề là vô trọng các anh chiêm ngưỡng đi, tôi sợ lắm, tôi sợ xác chết tôi không có vô. Trời ơi, nó nhục nhã như vậy đó mà không có nói cho đồng bào Việt Nam nghe. Người ta từ chối, người ta nói thẳng vô mặt như vậy mà nó nhục như vậy đó. Thậm chí vấn đề là Thái Lan cũng vậy, nó đi qua bên Thái Lan á, vua của Thái Lan á, người ta nói rằng á là các anh hay lắm, các anh đánh thắng Mỹ, đánh thắng Pháp. Nước Thái Lan của tụi tôi không có đánh thắng Mỹ, đánh thắng không có thắng Pháp. Tụi tôi chơi với Mỹ mà bây giờ đất nước Thái Lan tụi tôi nó phồn thịnh như vậy đó. Còn tụi anh hay lắm, tụi anh đánh thắng Mỹ, thắng Pháp mà giờ tôi không hiểu sao người của anh cứ chạy qua Thái Lan bên đây không à. Nhục không? Nhục nhã không? Rồi bắt đầu đưa miệng ra cười trừ thôi. Mà những cái sự nhục này không dám về. Một cái quốc nhục này mà không bao giờ về cho người dân Việt Nam biết. Trời ơi, CIA nó biết hết trơn rồi. Nó biết cái lũ đầu trâu mặt ngựa đảng này là tuyên truyền lừa bịp người dân. Cho nên ông Obama đâu có dạy gì vô thăm thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Bởi vì người ta biết thằng Hồ Chí Minh là thằng tào cộng. Bây giờ vô thăm bắt đầu nó tiếp tục nó lừa nữa. Nó thấy ông ngay cả ông tổng thống cũng đi vô quỳ lại với chân bác này kia kia nọ. Cho nên người ta từ chối liền. Người ta đi thăm quốc hội rồi đi thả cá cho cá ăn đồ kia vậy thôi. Người ta từ chối, ta nói thôi. Ông Obama ông nói thẳng luôn. Tôi sợ xác chết lắm. Cho nên thôi đi để cho đợt những người tổng thống sau đến thăm Hồ Chí Minh. Còn tôi thì đặc biệt tôi không dám vô nhìn xác chết bởi tôi sợ. Người ta có học, người ta nói một câu vậy là biết làm sao rồi đó. Tức là sợ xác chết là sợ cái sự tuyên truyền bịp bợm của đảng đó. Sợ cái sự mà vấn đề là kêu bằng là dốt đặc của đảng đó. Sợ cái sự mà ấu trĩ của đảng đó. Sợ cái sự mà tuyên truyền mất dạy của đảng. Phải đắt, gai đổ, gai hang để mà kêu người ta đi vô thăm cái lăng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Ông Obama ông từ chó vậy đó là đỡ đó. Gặp Lisa là Lisa chơi cầu cao cờ hơn. Lisa nói, tôi đồng ý tôi vô thăm lăng bác nhưng mà với điều kiện cho phái đoàn tôi quay phim. Thì tôi vừa vô tới lăng bác hỏi có cái cầu tiêu đâu không? Tại vì cái mùi thúi quá tôi chịu không nổi, tôi muốn ói quá. Hoặc là giả bộ vô chọc, giả bộ ói ra như vậy đó. Để cho nó đẹp mặt luôn nữa. Để cho người ta thế giới người ta thấy rằng là tổng thống đi vô trong cầu tiêu Ba Đình. Đó, gặp Lisa là vô trọng là tao giả bộ tao ói hoặc tao té đó. Nhưng mà ông Obama tổng thống người ta lịch sự, người ta từ chối, người ta nói ta sợ xác chết thôi. Người ta không dám vào lăng bác. Nhục không? Đó, cho nên các em dư luận viên, những cái thành phần già trẻ bé lớn ở Việt Nam mà tôn thờ thằng chó đẻ súc vật Hồ Chí Minh là thằng Hồ Quang, mở to con mắt ra mà nghe Lisa nói rồi coi có nhục nhã không. Nếu nhục thì đập đầu vô trong cầu tiêu mà chết đi. Đừng bao giờ mà tôn thờ thằng chó đẻ, thằng súc vật Hồ Chí Minh. Thằng này là thằng tội đồ của dân tộc Việt Nam. Cũng vì thằng Hồ Chí Minh mà đất nước Việt Nam mới tan thương ngày hôm nay. Cũng vì thằng chó đẻ Hồ Chí Minh này mà bây giờ Tàu nó mới tràn lan từ Bắc chí Nam. Cũng vì thằng súc vật Hồ Chí Minh này mà công an nó mới lộng hành, nó mới loạn đảng ở tại Việt Nam. Hiểu chưa? Ngồi đó mà tôn thờ. Thôi, Lisa vấn đề là xin chấm dứt chương trình. Cũng đã là một tiếng đồng hồ rồi. Lisa sẽ gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Tức là ngày hôm nay, Lisa đã nói lên về sự giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với tuổi trẻ, bắt các em phải học 14, 15. Vấn đề là kêu bằng là những cái, vấn đề là kêu bằng là sự học. Đó. Cho nên Lisa vấn đề là xin thưa với quý vị và các bạn như vậy. Nha. Để cho mọi người, để cho các bạn nhìn thấy. Để cho mọi người, các bạn nhìn, các bạn thấy rõ được sự việc nó như thế nào. Cho nên ngày hôm nay, Lisa muốn nói lên sự khốn nạn của đảng. Tại sao là gần cả 200 mấy chục mạng người mà đảng đưa ra mà không để tang quốc tang, mà đi để tang thằng chó đẻ Fidel Castro. Cũng như là Lisa muốn nói về sự nhồi nhét của Đảng Cộng sản Việt Nam, khốn nạn và súc vật.
và Lisa nói tới những kẻ nào mà binh vực thằng Hồ Chí Minh cuồng đảng cuồng hồ, thì hôm nay Lisa nói để cho mọi người thức tỉnh nha. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Nếu quý vị nào đưa chương trình của Lisa qua bên vấn đề là kêu bằng YouTube đó, thì cũng ghi là Lisa Phạm Khai Dân Trí số 1 nha. Bắt đầu biển nay là số 1, đánh dấu hôm nay là số 1. Bắt đầu là từ số 1, số 2, số 3, số 4 bắt đầu dài lên để cho mọi người dân ở Việt Nam người ta dễ bề, người ta vào để mà người ta theo dõi, người ta coi nha. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Chương trình Khai Dân Trí đến đây xin chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sắp tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình.